Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 21. Satan dấy lên muốn làm hại cho Israel, bèn giục David lấy số Israel. David nói với Joab và các quan trưởng của dân sự rằng: hãy đi lấy số dân sự từ Beersheba cho đến Dan, rồi đem về tâu lại cho ta để ta biết số họ. Joab thưa: nguyện Đức Giê-hô-va gia thêm dân sự Ngài nhiều gấp trăm lần đã có. Ôi vua chúa tôi, hết thảy chúng nó há chẳng phải là tôi tớ của chúa tôi sao? Cớ sao chúa tôi dạy biểu làm điều đó? Nhưng sao chúa tôi muốn gây tội lỗi cho Israel? Nhưng lời của vua thắng hơn lời của Joab. Vì vậy Joab ra đi khắp Israel rồi trở về Jerusalem. Joab đem tâu cho vua tổng số dân. Trong cả Israel được 110 vạn người cầm gươm, trong Juda được 47 vạn người cầm gươm. Nhưng Joab không có cai số người Levi và người Benjamin, vì lời của vua lấy làm gớm ghiếc cho người. Điều đó chẳng đẹp lòng Đức Chúa Trời, nên Ngài hành hại Israel. David thưa với Đức Chúa Trời rằng: tôi làm điều đó thật là phạm tội lớn, nhưng bây giờ xin Chúa hãy bỏ qua tội ác của kẻ tôi tớ Chúa đi, vì tôi có làm cách ngu dại. Đức Giê-hô-va phán với Gác là đấng tiên kiến của David rằng: hãy đi nói cùng David. Đức Giê-hô-va có phán như vậy: ta định cho ngươi ba tai vạ, hãy chọn lấy một để ta giáng nó trên ngươi. Gác bèn đến cùng David thưa với người rằng: Đức Giê-hô-va phán như vậy, hãy chọn mặc ý ngươi, hoặc ba năm đói kém, hoặc bị thua ba tháng tại trước mặt cừu địch ngươi và phải gươm của kẻ thù nghịch phá hại, hay là bị ba ngày gươm của Đức Giê-hô-va, tức là ôn dịch ở trong xứ, có thiên sứ của Đức Giê-hô-va hủy diệt trong khắp bờ cõi của Israel. Vậy bây giờ hãy định lấy điều nào, tôi phải tâu lại cùng đấng đã sai tôi. David nói với Gác rằng: ta bị hoạn nạn lớn, ta xin sa vào tay Đức Giê-hô-va, vì sự thương xót của Ngài rất lớn, chớ để ta sa vào tay của loài người ta. Đức Giê-hô-va bèn giáng ôn dịch nơi Israel, có 7 vạn người Israel ngã chết. Đức Chúa Trời sai một thiên sứ đến Jerusalem đặng hủy diệt nó. Đang khi hủy diệt, Đức Giê-hô-va xem thấy, bèn ăn năn việc tai vạ này và nói với thiên sứ đi hủy diệt rằng: thôi, bây giờ hãy rút tay ngươi lại. Bây giờ thiên sứ của Đức Giê-hô-va đứng gần sân đạp lúa của Ornan người Jebusit. David ngước mắt lên, thấy thiên sứ của Đức Giê-hô-va đứng giữa lừng trời, tay cầm gươm đưa ra trên Jerusalem. David và các trưởng lão đang mặc bao gai liền sấp mình xuống đất. David thưa cùng Đức Chúa Trời rằng: há chẳng phải tôi đã truyền lấy số dân sao? Ấy là tôi đã phạm tội và làm điều ác. Còn các con chiên kia đã làm chi? Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi ơi, xin tay Chúa hãy đánh hại tôi và nhà cha tôi, nhưng chớ giáng ôn dịch trên dân sự của Chúa mà hành hại nó. Khi ấy, thiên sứ của Đức Giê-hô-va biểu Gác nói với David phải đi lên dựng một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va tại sân đạp lúa của Ornan người Jebusit. David đi lên theo lời của Gác đã nhân danh Đức Giê-hô-va mà nói ra. Ornan xây lại thế thiên sứ, bốn con trai người ở với người đều ẩn mình đi. Và bây giờ Ornan đang đạp lúa miếng. David đi đến Ornan. Ornan nhìn thấy David bèn ra khỏi sân đạp lúa, sắp mình xuống đất trước mặt David mà lại. David bảo Ornan rằng: hãy nhượng cho ta chỗ sân đạp lúa, để ta cất tại đó một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va. Hãy nhượng nó cho ta thật giá bạc nó, hầu tai vạ ngừng lại trong dân sự. Ornan thưa với David rằng: vua hãy nhận lấy nó, xin vua chúa tôi hãy làm điều gì Ngài lấy làm tốt.
kìa, tôi dâng bò cho vua dùng làm của lễ thiêu, cổ sân đạp lúa dùng làm củi, còn lúa miếng để dùng làm của lễ chay, tôi dâng cho hết cả. Vua David nói cùng Ornan rằng: Không, thật ta muốn mua nó theo giá bạc thật nó, vì ta chẳng muốn lấy vật gì của ngươi mà dâng cho Đức Giê-hô-va, cũng không muốn dâng của lễ thiêu chẳng tốn chi cả. Ấy vậy, David mua cái chỗ sân ấy, trả cho Ornan giá bằng siết lơ vàng, cân nặng 600 siết lơ. Tại đó, David cất một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va, dâng những của lễ thiêu, của lễ bình an và cầu khẩn Đức Giê-hô-va. Ngài đáp lời người bằng lửa từ trời giáng xuống trên bàn thờ về của lễ thiêu. Đức Giê-hô-va dạy biểu thiên sứ. Thiên sứ bèn xỏ gươm mình vào vỏ. Trong lúc đó, David thấy Đức Giê-hô-va đã nhậm lời mình tại trong sân đạp lúa của Ornan người Jebusit, thì người bèn dâng của lễ tại đó. Vì cái đền tạm của Đức Giê-hô-va mà Môi-se đã làm trong đồng vắng và cái bàn thờ về của lễ thiêu trong lúc đó đều ở nơi cao tại Gabaon, David không dám đi đến trước mặt bàn thờ ấy đặng cầu vấn Đức Chúa Trời, bởi vì người kinh hãi gươm của thiên sứ của Đức Giê-hô-va. Chương 22. David bèn nói: Ấy, đây là đền của Giê-hô-va Đức Chúa Trời, đây là bàn thờ về của lễ thiêu của Israel. David truyền lệnh nhóm các người ngoại bang ở trong xứ Israel, rồi người khiến thợ đục đá đặng làm những đá đục hầu cất cái đền của Đức Chúa Trời. David cũng dự bị nhiều sắt đặng làm đinh cánh cửa và mấu cửa, cùng nhiều đồng không thể cân được và gỗ bá hương vô số, vì dân Sidon và dân Tyre chở rất nhiều gỗ bá hương đến cho vua David. David nói rằng: Salomon con trai ta hãy còn thơ ấu và non nớt, mà cái đền sẽ cất cho Đức Giê-hô-va phải rất nguy nga, có danh tiếng rực rỡ trong các nước. Vì vậy, ta sẽ dự bị đồ cần dùng cho nó. Thế thì, David dự bị rất nhiều đồ trước khi người qua đời. Bây giờ David gọi Salomon con trai mình, truyền dặn người cất một cái đền cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel. David nói với Salomon rằng: Hỡi con, ta có ý muốn xây cất một cái đền cho danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời ta. Nhưng có lời của Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: Ngươi đã đổ huyết ra nhiều, đánh những giặc lớn lao. Vậy, vì ngươi đã đổ huyết ra nhiều trên đất tại trước mặt ta, nên ngươi sẽ chẳng cất đền cho danh ta. Kìa, con trai mà ngươi sẽ sinh ra, nó sẽ là người thái bình. Ta sẽ ban bình an cho nó. Các thù nghịch ở bốn phía nó sẽ chẳng khuấy rối nó, vì tên nó sẽ là Salomon. Trong đời nó, ta sẽ ban sự thái bình an tịnh cho Israel. Nó sẽ cất một cái đền cho danh ta. Nó sẽ làm con trai ta. Ta sẽ làm cha nó, và ta sẽ lập ngôi nước nó trên Israel được bền vững đời đời. Bây giờ hỡi con trai ta, nguyện Đức Giê-hô-va ở cùng con và làm cho con được hanh thông. Con sẽ cất cái đền cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời con, theo như lời Ngài đã phán về việc con. Nguyện Đức Giê-hô-va ban cho con sự khôn ngoan thông sáng, khiến cho con cai trị trên Israel, để con gìn giữ luật pháp của Giê-hô-va Đức Chúa Trời con. Nếu con cẩn thận làm theo các luật pháp và mạng lệnh mà Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se truyền cho Israel, thì con sẽ được hanh thông. Khá vững lòng bền chí, chớ sợ sệt, chớ kinh hãi chi. Nay ta đã chịu hoạn nạn mà sắm sửa cho đền của Đức Giê-hô-va 10 vạn ta lân vàng, 100 vạn ta lân bạc, còn đồng và sắt thì không thể cân được vì nó nhiều quá. Ta lại dự bị gỗ và đá, và con cũng sẽ thêm vào đó. Vả lại, con có nhiều nhân công, thợ đục đá, thợ hồ, thợ mộc, đủ người thạo về các thứ việc, vàng, bạc, đồng, sắt thì vô số. Hãy trỗi dậy làm, Đức Giê-hô-va sẽ ở cùng con. David cũng truyền dặn các quan trưởng của Israel giúp đỡ Salomon con trai người mà rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi há chẳng ở cùng các ngươi sao?
Ngài há chẳng ban cho các ngươi được bình an bốn phía sao? Vì Ngài đã phó dân của xứ vào tay ta, và xứ đã suy phục trước mặt Đức Giê-hô-va và trước mặt dân sự Ngài. Vậy bây giờ, hãy hết lòng hết ý tìm cầu Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi. Hãy trỗi dậy, xây cất đền thánh cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời, để rước hòm giao ước của Đức Giê-hô-va và các khí dụng của đền thánh Đức Chúa Trời vào trong nhà, toàn cất cho danh của Đức Giê-hô-va. Chương 23. David đã già, cao tuổi, bèn lập Sa-lô-môn con trai mình làm vua Israel. Người nhóm các quan trưởng Israel cùng những thầy tế lễ và người Lê-vi. Người ta lấy số người Lê-vi từ 30 tuổi trở lên, và số của họ cứ đếm từng người được 3,8 vạn. Trong số các người ấy, có 2,4 vạn người được cắt cai quản công việc của đền Đức Giê-hô-va. 6,000 người đều làm quan đốc lý và quan xét, còn 4,000 người đều làm kẻ canh cửa, và 4,000 người ngợi khen Đức Giê-hô-va bằng nhạc khí của David đã làm, đặng ngợi khen. David phân họ từng ban thứ theo 3 con trai Lê-vi là Gẹt-sôn, Kê-hát và Mê-ra-ri. Về con cháu Gẹt-sôn có La-ê-đan và Si-mê-i. Con trai của La-ê-đan là Giê-hi-ên làm trưởng, Sê-tham và Giô-ên, 3 người. Con trai của Si-mê-i là Sê-lô-mít, Ha-si-ên và Ha-rang, 3 người. Đó là các trưởng của tông tộc La-ê-đan. Con trai của Si-mê-i là Gia-hát, Si-na, Giê-úc và Bê-ri-a. Ấy là 4 con trai của Si-mê-i. Gia-hát làm trưởng, còn Si-sa là con thứ. Nhưng Giê-úc và Bê-ri-a không có con cháu nhiều, nên khi lấy số thì kể chúng như một nhà. Con trai Kê-hát là Amram, Yit-she-ha, Hebron, U-si-en, 4 người. Con trai của Amram là A-rôn và Môi-se. A-rôn và con cháu người được phân biệt ra để biệt riêng ra các vật chí thánh và đời đời sông hương hầu việc trước mặt Đức Giê-hô-va cùng nhân danh Ngài mà chúc phước cho. Còn về Môi-se, người của Đức Chúa Trời, các con trai người đều được kể vào chi phái Lê-vi. Con trai của Môi-se là Gẹt-sôn và Eli-e-se. Con trai của Gẹt-sôn là Sê-bu-ên làm trưởng. Con trai của Eli-e-se là Rê-ha-bia làm trưởng. Eli-e-se không có con trai nào khác, nhưng con trai của Rê-ha-bia nhiều lắm. Con trai của Yit-she-ha là Sê-lô-mít làm trưởng. Con trai của Hebron là Yeri-ya làm trưởng, Amaria thứ nhì, Yahasien thứ ba và Yekameam thứ tư. Con trai của Usien là Mika làm trưởng và Yishiya con thứ. Con trai của Merari là Makli và Mushi. Con trai của Makli là Eleasa và Kit. Eleasa chết không có con trai, chỉ có con gái mà thôi. Các con trai của Kích là anh em chúng nó, bèn cưới chúng nó làm vợ. Con trai của Mushi là Makli, Ede và Jeremoth, 3 người. Đó là con cháu của Lê-vi theo tông tộc của họ, tức là trưởng tộc của những người được cai số từng danh từng người từ 20 tuổi sắp lên và hầu việc trong đền của Đức Giê-hô-va. Vì David nói rằng, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel có ban sự bình an cho dân sự Ngài, và Ngài ngự tại Jerusalem đời đời. Người Lê-vi cũng sẽ chẳng còn cần khiêng vác đền tạm hay là các khí dụng về công việc đền tạm nữa, vì theo lời trối của David, người ta tu bổ dân Lê-vi từ 20 tuổi sắp lên. Chức của chúng là ở bên con cháu A-rôn, đặng làm công việc của đền Đức Giê-hô-va, canh giữ hành lang và các phòng, giữ tinh sạch các vật thánh và coi làm công việc của đền Đức Chúa Trời. Lại lo về bánh trần thiết, về bột mịn dùng làm của lễ chay, về bánh tráng không men, về đồ nướng trên vỉ, về đồ trộn với dầu và về các đồ để lường và để đo. Mỗi buổi sớm và buổi chiều, họ phải đứng tại đó cảm tạ và ngợi khen Đức Giê-hô-va. Còn mỗi ngày Sa-bát, ngày mùng 1 và ngày lễ trọng thể,
thì phải giúp dâng luôn luôn tại trước mặt Đức Giê-hô-va những của lễ thiêu thường dâng cho Đức Giê-hô-va theo lệ đã định trong luật về của lễ ấy. Chúng cũng lo coi sóc hội mạc và nơi thánh, cùng giúp đỡ con cháu A-rôn là anh em mình, đặng hầu việc trong đền của Đức Giê-hô-va. Thơ của Phao-lô gửi cho người Roma, chương 1. Phao-lô, tôi tớ của Đức Chúa Giê-xu Christ, được gọi làm sứ đồ để riêng ra đặng giảng tin lành Đức Chúa Trời. Là tin lành xưa kia Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri Ngài mà hứa trong Kinh Thánh. Về con Ngài, theo xác thịt thì bởi dòng dõi vua David sinh ra. Theo thần linh của Thánh Đức thì bởi sự sống lại của Ngài từ trong kẻ chết, được tỏ ra là con Đức Chúa Trời có quyền phép, tức là Đức Chúa Giê-xu Christ Chúa chúng ta. Nhờ Ngài, chúng ta đã nhận lãnh ân điển và chức sứ đồ, để đem mọi dân ngoại đến sự vâng phục của đức tin vì danh Ngài. Trong các dân ấy, anh em cũng đã được gọi bởi Đức Chúa Giê-xu Christ. Gửi cho hết thảy những người yêu dấu của Đức Chúa Trời tại thành Roma, được gọi làm thánh đồ. Nguyện cho anh em được ân điển và sự bình an từ nơi Đức Chúa Trời Cha chúng ta và từ nơi Đức Chúa Giê-xu Christ. Trước hết, tôi nhờ Đức Chúa Giê-xu Christ vì hết thảy anh em mà tạ ơn Đức Chúa Trời tôi về đức tin anh em đã đồn khắp cả thế gian. Vì Đức Chúa Trời mà tôi lấy tâm thần hầu việc, bởi sự giảng tin lành của con Ngài làm chứng cho tôi rằng tôi nhắc đến anh em không thôi trong mọi khi tôi cầu nguyện, thường xin Đức Chúa Trời bởi ý muốn Ngài, sau lại có thể gặp dịp tiện đi đến nơi anh em. Thật vậy, tôi rất mong mỏi đến thăm anh em, đặng thông đồng sự ban cho thiêng liêng cùng anh em, hầu cho anh em được vững vàng, tức là tôi ở giữa anh em, để chúng ta cùng nhau dục lòng mạnh mẽ bởi đức tin chung của chúng ta, nghĩa là của anh em và của tôi. Và hỡi anh em, tôi chẳng muốn anh em không biết rằng đã ghe phen tôi toan đi thăm anh em, đặng hái trái trong anh em cũng như trong dân ngoại khác. Song về sự đó tôi bị ngăn trở cho đến bây giờ. Tôi mắc nợ cả người Grec lẫn người giả man, cả người thông thái lẫn người ngu dốt. Ấy vậy, hễ thuộc về tôi thì tôi cũng sẵn lòng rao tin lành cho anh em là người ở thành Roma. Thật vậy, tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Giuđa, sau là người Grec. Vì trong tin lành này có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa, như có chép rằng người công bình sẽ sống bởi đức tin. Và cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật. Vì điều chi có thể biết được về Đức Chúa Trời thì đã trình bày ra cho họ. Đức Chúa Trời đã tỏ điều đó cho họ rồi. Bởi những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bổn tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy khi người ta xem xét công việc của Ngài. Cho nên họ không thể chữa mình được. Vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời và không tạ ơn Ngài nữa, song cứ lầm lạc trong lý tưởng hư không và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm. Họ tự xưng mình là khôn ngoan mà trở nên điên dại. Họ đã đổi vinh hiển của Đức Chúa Trời không hề hư nát lấy hình tượng của loài người hay hư nát, hoặc của điểu, thú, côn trùng. Cho nên Đức Chúa Trời đã phó họ sa vào sự ô uế theo lòng ham muốn mình, đến nỗi tự làm nhục thân thể mình nữa, vì họ đã đổi lẽ thật Đức Chúa Trời lấy sự dối trá, kính thờ và hầu việc loài chịu dựng nên thế cho đấng dựng nên là đấng đáng khen ngợi đời đời. Amen. Ấy vì cớ đó mà Đức Chúa Trời đã phó họ cho sự tình dục xấu hổ, vì trong vòng họ những người đàn bà đã đổi cách dùng tự nhiên ra cách khác nghịch với tính tự nhiên. Những người đàn ông cũng vậy, bỏ cách dùng tự nhiên của người đàn bà mà uông đốt tình dục người này với kẻ kia,
đàn ông cùng đàn ông phạm sự xấu hổ và chính mình họ phải chịu báo ứng xứng với điều lầm lỗi của mình. Tại họ không lo nhìn biết Đức Chúa Trời, nên Đức Chúa Trời đã phó họ theo lòng hư xấu, đặng phạm những sự chẳng xứng đáng. Họ đầy dẫy mọi sự không công bình, độc ác, tham lam, hung dữ, chan chứa những điều ghen ghét, giết người, cãi lễ, dối trá, giận dữ, hay mắt, dèm chê, chẳng tin kính, sất sược, kiêu ngạo, khoe khoang, khôn khéo về sự làm dữ, không vâng lời cha mẹ, dại dột, trái lời giao ước, không có tình nghĩa tự nhiên, không có lòng thương xót. Dù họ biết mạng lệnh Đức Chúa Trời tỏ ra những người phạm các tội dựng ấy là đáng chết, thế mà chẳng những họ tự làm thôi đâu, lại còn ưng thuận cho kẻ khác phạm các điều ấy nữa. Chương 2. Vậy, hỏi người kia, ngươi là ai mặc lòng? Hễ đoán xét kẻ khác thì không thể chữa mình được, vì trong khi đoán xét họ, ngươi cũng lên án cho chính mình ngươi nữa. Bởi ngươi đoán xét họ mà cũng làm các việc như họ. Và chúng ta biết rằng sự phán xét của Đức Chúa Trời đối với kẻ làm những việc như thế là hiệp với lẽ thật. Hỡi người đoán xét kẻ phạm những việc dường ấy mà mình cũng phạm kia. Vậy ngươi tưởng rằng chính mình ngươi sẽ tránh khỏi sự phán xét của Đức Chúa Trời sao? Hay là ngươi khinh dễ sự dư dật của lòng nhân từ, nhịn nhục, khoan dung Ngài, mà không nhận biết lòng nhân từ của Đức Chúa Trời đem ngươi đến sự ăn năn sao? Bởi lòng ngươi cứng cỏi, không ăn năn, thì tự chấp chứa cho mình sự giận về ngày thạnh nộ, khi sẽ hiện ra sự phán xét công bình của Đức Chúa Trời, là đấng sẽ trả lại cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Ai bền lòng làm lành, tìm sự vinh hiển, sự tôn trọng và sự chẳng hề chết, thì báo cho sự sống đời đời. Còn ai có lòng chống trả, không vâng phục lẽ thật, mà vâng phục sự không công bình, thì báo cho họ sự giận và cơn thạnh nộ. Sự hoạn nạn khốn khó giáng cho mọi người làm ác, trước cho người Giu-đa, sau cho người Gê-rét. Nhưng vinh hiển, tôn trọng cùng sự bình an cho mọi người làm lành, trước cho người Giu-đa, sau cho người Gê-rét. Vì trước mặt Đức Chúa Trời chẳng vị nể ai đâu. Phàm những kẻ không luật pháp mà phạm tội cũng sẽ không luật pháp mà hư mất. Còn những kẻ có luật pháp mà phạm tội thì sẽ bị luật pháp đoán xét. Vì chẳng phải kẻ nghe đọc luật pháp là người công bình trước mặt Đức Chúa Trời, bèn là kẻ làm theo luật pháp được xưng công bình vậy. Và dân ngoại vốn không có luật pháp, khi họ tự nhiên làm những việc luật pháp dạy biểu, thì những người ấy dầu không có luật pháp cũng tự nên luật pháp cho mình. Họ tỏ ra rằng việc mà luật pháp dạy biểu đã ghi trong lòng họ, chính lương tâm mình làm chứng cho luật pháp. Còn ý tưởng mình khi thì cáo giác mình, khi thì binh vực mình, ấy là điều sẽ hiện ra trong ngày Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Giêsu Christ mà xét đoán những việc kín nhiệm của loài người, y theo tin lành tôi. Còn ngươi mang lấy danh người Giu-đa, y nghĩ trên luật pháp, khoe mình về Đức Chúa Trời ngươi, hiểu ý muốn Ngài và biết phân biệt phải trái, vì ngươi đã được luật pháp dạy. Khoe mình làm người dẫn đường cho kẻ mù, làm sự sáng cho kẻ ở nơi tối tăm, làm thầy kẻ ngu, làm người dạy kẻ tầm thường. Trong luật pháp có mẫu mực của sự thông biết và của lẽ thật. Vậy ngươi dạy dỗ kẻ khác mà không dạy dỗ chính mình ngươi sao? Ngươi giảng rằng chớ nên ăn cắp mà ngươi ăn cắp. Ngươi nói rằng chớ nên phạm tội tà dâm mà ngươi phạm tội tà dâm. Ngươi gớm ghét hình tượng mà cướp lấy đồ vật của hình tượng. Ngươi khoe mình về luật pháp mà bởi phạm luật pháp làm nhục đến Đức Chúa Trời. Vì bởi cớ các ngươi nên danh Đức Chúa Trời bị nói phạm trong vòng người ngoại, như lời đã chép. Thật thế, nếu ngươi làm theo luật pháp thì phép cắt bì có ích, còn nếu ngươi phạm luật pháp thì dầu chịu cắt bì cũng như không. Vậy nếu kẻ chưa chịu cắt bì giữ các điều răn của luật pháp,
thì sự chưa chịu các bì đó há chẳng cầm như đã chịu sao? Kẻ vốn không chịu các bì mà làm trọn luật pháp sẽ đoán xét ngươi là kẻ dẫu có chửi của luật pháp và phép các bì lại phạm luật pháp. Vì người nào chỉ bề ngoài là người Giu-đa thì không phải là người Giu-đa, còn phép các bì làm về xác thịt ở ngoài thì không phải là phép các bì, nhưng bề trong là người Giu-đa mới là người Giu-đa. Phép các bì bởi trong lòng, làm theo cách thiêng liêng, không theo chữ nghĩa mới là phép các bì thật. Một người Giu-đa như vậy được khen ngợi chẳng phải bởi loài người, bèn là bởi Đức Chúa Trời. Thi Thiên 133. Kìa, anh em ăn ở hòa thuận nhau, thật tốt đẹp thay. Ấy khác nào dầu quý giá đổ ra trên đầu, chảy xuống râu, tức râu của A-rôn, chảy đến chôn áo người. Lại khác nào sương móc hẹt môn sa xuống các núi Si-ôn, vì tại đó Đức Giê-hô-va đã ban phước, tức là sự sống cho đến đời đời. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài mỗi ngày mới ngày ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡng linh cơ đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.